tên là Lê Thị Thì. Gì? Lê Thị Thì. Lê Thị Thì, Thì. Y ngắn vậy. Cái này mà hồi xưa mới vô trường mà học tiếng nói sân khấu đó là dễ lẹo lưỡi lắm đó nha. Thì hay là Thì? Thì. Thì vậy là thì. Đó hả? Đúng rồi anh. Vậy thì anh. Vậy thì đó, bây giờ mới tuổi vậy thì thôi. Dạ. À, hiện giờ là đang em đang làm gì? Em đang là sinh viên năm tư. À, thì sinh viên năm tư, trường gì em? Trường Đại học Công nghiệp. Vậy thì cái mẫu người lý tưởng của em là gì? Em đặt ra tiêu chuẩn gì cho mình về vóc dáng, về tính tình? Chiều cao thì em thích người cao hơn em. Cao hơn em? Chỉ cần cao hơn em là được rồi. Và em còn thích bạn trai mũi cao nữa. Mũi cao? Bên đó có mũi cao không? Mai đi nâng. Em ghét nhất cái gì ở đàn ông? Người bạn trai của mình. Đá lông nhiều với đứa khác. Hả? Đó giờ có đá dài chưa? Dạ chưa ạ. Chưa đá dài hả? Vậy thì được. Dạ em chào chị Cát Tường. Ừ. Em tên là Trang. Trang, năm nay Trang bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. Trang hiện giờ đang làm gì? Em hiện nay là sinh viên mới tốt nghiệp. À, chị hình mẫu lý tưởng của em là gì nè? Dạ thì hình mẫu lý tưởng của em thì cũng đơn giản thôi chị. Đơn giản. Thứ nhất là phải cao hơn em. Rồi, cao cỡ nhiêu được em? Chắc là phải trên 1m70, tại vì hiện nay em là cao 1m68 rồi. Yên tâm, bên đây cao hơn. Rồi, còn gì nữa không em? Dạ, chắc là phải đẹp trai chị. Trời ơi. Tại vì em đẹp rồi, cho nên bạn của em phải đẹp. Trời ơi. Rất tự tin và rất năng động đúng không các bạn? Nghe hấp dẫn vô cùng luôn, tôi thích cái tính của bạn. Bây giờ thôi, bây giờ em chị không có muốn hỏi những cái chuẩn lý tưởng của em nữa. Bây giờ chị hỏi thẳng một câu, em ghét nhất cái gì ở bạn trai của em? Dạ em chỉ có hai thứ ghét thôi. Rồi. Thứ nhất là bạn đó không được hút thuốc, tại vì em không ngửi được mùi khói thuốc lá. Ủa, hút không? Dạ không. Được được được. Rồi cái thứ hai. Dạ thứ hai nữa là bạn đó không có được rung đùi. Có rung đùi không? Bây giờ có rung à? Dạ thỉnh thoảng. Hả? Thỉnh thoảng hả? Có thỉnh thoảng rung đùi. Tôi hay rung lắm à. Mà lý do tại sao tôi hỏi tại sao bạn lại không thích rung đùi là sao? Có ảnh hưởng gì tới yêu nhau đâu? Dạ, tại vì khi mà em ngồi em không bao giờ em rung đùi hết trơn á. Bạn không rung mắt mới gì bạn cấm tao rung. Thì khi mà em ngồi cạnh người ta thì người ta hay rung đùi và cái điều đó làm cho em cảm thấy khó chịu. Chóng mặt. Chóng mặt và cảm thấy khó chịu. Chị hỏi cho vui thôi chứ chị cũng rất ghét những người ngồi hay rung đùi. Nhưng mà chị thì không phải là chóng mặt mà chị thì chị mê tín dị đoan. Tại vì ta nói những người mà rung đùi là ngồi giữ tiền không có được, cứ rung hoài tiền nó ra hết trơn à. Nên chị không có thích. Ngắn gọn chị rất là đồng quan điểm với em cái chuyện là không rung đùi. Dạ em tên là Ngọc Phúc ạ. Phúc năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. Hiện giờ Phúc đang làm gì? Dạ em đã đi làm nhưng mà em nghỉ làm rồi để mà đi học tiếp nâng cao cái trình độ của mình đó chị. Hiện tại bây giờ là đang nghỉ? Dạ đúng rồi. Đang làm tìm việc làm đúng không? Dạ. Hay là đang tìm người yêu? Cả hai. Mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Phải chững chạc, có công an việc làm ổn định, có một chút xíu hài hước với lãng mạn. Còn về ngoại hình? Có nụ cười đẹp. Đẹp cỡ ai? Giống như một anh chàng diễn viên mà em từng coi trong một bộ phim của Philippines. Trời ơi, bên kia có nụ cười đẹp giống diễn viên Philippines không? Hả? Bên đây hả? Cái Việt Nam cũng không có chịu đâu đẹp mà có Quyền Linh ở lại rồi đó. Bên kia là... cái gì mà hùng hổ dữ vậy? Bên kia thì cao, bên đây thì mập. Nói chung lên trời thôi chứ bên đây mập mập dễ thương, tròn quý phái. À, chờ anh chút. Em hồi hộp không? Hồi hộp á. Bên kia được đấy. Bây giờ xu hướng là phải tròn tròn. Thì bù cho nhau thôi. Bên kia thiếu thịt thì bên này dư thịt. Bây giờ... Dạ em tên là Hồng Trinh. Hồng Trinh. Dạ. Trinh năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 21 tuổi. Em sắp dập tắt chị rồi đó. Hiện tại giờ em đang làm ở đâu? Làm công việc gì? Dạ hiện tại em là sinh viên năm cuối khoa báo chí. Hồi đó giờ em có ai hung em chưa? Dạ chưa. Em đâu có dễ hung. Chưa hung má hung mô một cái nào hết trơn luôn hả? Dạ. Có bạn trai chưa? Chưa. Sao giỏi dữ vậy trời? Cặp đôi trinh tiết. Em thích cái người bạn trai của mình sẽ như thế nào? Mẫu người mà em thích là cao khoảng 1m7. Cao bao nhiêu? Em cao có 1m55. Em cao 1m55 mà em đòi chỉ 1m7 dữ vậy? Tại em thích người cao hơn em cái đầu. Nghĩa đen nghĩa bóng luôn chị. Rồi sao? Cao như ôm nhách được không? Không, nhìn có da có thịt một chút. Đừng trắng quá, da ngâm ngâm là được. Trời, trắng thích trắng quá bạn. Kỳ vậy trắng tốt chứ. Ủa? Ôi vậy em? Trắng nhìn công tử lắm chị.
À, thích cái vẻ như là không thích công tử đó không? Dạ. Đặc biệt là đừng có dê. Em thích con trai mà đòi hỏi. Bạn có dê không? Em dê em đâu có ế đâu anh. Tại sao bạn biết là người ta dê? Dạ, giống như em thấy bạn em mới quen mà nó đòi hỏi bạn gái nó này kia. Đòi hỏi cái gì? Này kia là cái gì? Nắm tay hay hôn gì đó, em không thích vậy. Ủa, vậy là dê hả? Dạ. Em sao dê? Người ta xin thôi mà, người ta xin thôi, mình không cho là thôi. Vậy đó thì đùa, còn sướng tới là em chịu. Bây giờ quen nhau bao lâu thì được hôn? Khi nào em cảm giác an toàn thì em cho hôn. Tại sao là an toàn? An toàn ở chỗ nào? Khi nào giống như đừng đòi hỏi để em tự nguyện. Có nghĩa em hôn người ta thì được mà người ta hôn em là không được. Dạ em tên Dương Thúy Vi ạ. Dương Thúy Vi. Dạ. Vi năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 23 tuổi. 23, đang làm gì? Dạ em học trường Đại học Ngoại ngữ Tinh học Thành phố Hồ Chí Minh khoa du lịch khách sạn. Hàng ngày công việc của em làm gì? Em tự giới thiệu về mình. Em là cán bộ đoàn hội, tổ chức những cái chương trình cho các bạn sinh viên. Rồi đi từ thiện tới mái ấm nhà mở. Rồi vùng sâu vùng xa vậy đó. Chị muốn em nói rõ hơn về cái mẫu người bạn trai lý tưởng của mình như thế nào. Đầu tiên là ảnh phải thẳng. Thẳng là sao? Là không có cong. Rồi cái gì? Ảnh phải thẳng là sao? Là sao cái câu này? Cái gì kỳ vậy? Thế là không có thẳng, có cong là sao? Ảnh phải mang tính đó chị. Tại vì dạ. Cái phạm trù cái câu hỏi tôi hỏi đi đơn giản rồi trả lời nó phức tạp hại não dữ vậy trời. Như là tại vì em bạn bè của em có nói em nam tính. Nên ảnh phải nam hơn em. À chứ mà yếu điệu một tí xíu là không có được rồi phải không? Dạ dạ. Ngoài cái đó ra vì vóc dáng. Vóc dáng hả? À, hồi lúc trước á là em nói là bạn trai của em á là phải cao 1m7. Tại vì em cao 1m6 nên ảnh phải cao hơn em một cái đầu. Nhưng mà tìm hoài 23 năm nay rồi nên em hạ tiêu chuẩn là cao nửa cái. Nhiêu tuổi? Nhiêu tuổi tìm 23 năm. Hôm nay nhiêu tuổi mà tìm 23 năm cô? Ý là 23 năm chưa có. Trời đất ơi. Nên em hạ tiêu chuẩn xuống rồi cao nửa cái cũng được. Tức là mấy 65. 65? Dạ. Bây giờ 61 được không? Thế nào ta tốt hết, ta đạt hết rồi. Giờ ta từng thiếu không có 4 phân không được. Em cho anh mang giày mà độn gót lên tí. Em tên Minh Phương chị. Minh Phương. Dạ. Phương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 28 tuổi. Đang làm kế toán cho một công ty tư nhân. Theo em nghĩ mẫu người như thế nào thì sẽ phù hợp với em? Thẳng thắn, hòa đồng, vui vẻ. Còn về ngoại hình? Nhìn cũng tương đối giống như anh Quyền Linh là được rồi. Trời ơi, tương đối mà như anh Quyền Linh là được. Anh Quyền Linh chị cũng thích đó em à. Cảm ơn bạn nha bạn. À, em nè, cái điểm gì mà em nghĩ là nếu em dắt người bạn trai em về mà gia đình em không đồng ý? Không có thích là không có uống rượu, không có hút thuốc, không thích làm biếng. Trời ơi, không thích uống rượu, không thích hút thuốc mà đặc biệt là không thích làm biếng. Bạn sao? Uống rượu không? Không. Hút thuốc không? Có nhỏ xíu vậy trời. Hút nhiều không? 2000 gói. Có làm biếng không? Dạ không. Nếu như bạn kia đề nghị bạn bỏ, không bỏ không? Nếu như bạn kia là gì của mình đề nghị mình bỏ. Là gì của mình mới bỏ. Còn không là gì khuyên không bỏ. Em cần nói đi trước khi ảnh kể ảnh. Mình thích cao nhiêu, luồn nhiêu, mập nhiêu. Dạ cao cỡ anh Quyền Linh này đi. Anh Quyền Linh nó không có cao, bây giờ em thấy anh Quyền Linh hoài vậy trời. Vậy là khen phanh đúng không? Cái gì mà cứ đúng không em? Dạ. Em thấy anh đẹp trai không? Cười. Cảm ơn em nhiều nha. Hy vọng em sẽ thích cái bạn giống anh. Cái bạn này hơi chậm một xíu. Nhưng mà hiền không sao. Không sao đâu anh, chậm mà chắc. Chậm chắc đúng không? Đúng. Ok. Thấy được á. Các bạn biết đoán chỉ là anh thấy được chứ em đâu thấy được đâu. Hả? Anh thấy chứ em đâu thấy được đâu. Em tên Luận. Luận? Dạ. Luận đang làm việc gì? Dạ em làm bên xuất nhập khẩu. Ồ, năm nay Luận bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi. Có bạn trai chưa? Dạ chưa có, nó mới qua đây ạ. Trước đây? Dạ từng có. Tại sao chia tay? Ngày đó thì mới ra trường rồi quen. Rồi bản thân mình thì tự ti quá. Bây giờ riêng em mong muốn điều gì ở cái người bạn trai của mình? Người bạn trai của em phải cao. Cao có cao? Người có 5 chữ T. 5 chữ T là gì? Là người sống phải có cái tâm. Tâm, rồi. Phải có cái tình cảm, có chữ tình. Tình. Phải có chữ trí. Trí. Có tiếng. Hả? Tiếng. Tiếng, cầu tiếng, tiếng bộ. Rồi. Và có chữ tinh là tinh tế. Nghe chưa? Nghe năm yêu cầu chưa? 5 chữ T chưa? Em có mấy chữ T? 7 chữ T. 7 chữ T. T gì nữa? 7 luôn. 7 T là gì? T gì? Dạ, tâm tầm trí tín.
tiền tình tình. Cái gì tiền tình gì? Tiền tình tình á. Tỉnh cuối cùng là phải tỉnh. Bên đó có đủ 7 chữ tê không? Bên đó 7 chữ em không thua. Em có đủ 7 chữ luôn hả? Đủ rồi. Bây giờ những cái gì em không thích như người bạn trai của mình, hồi nãy là 7 chữ tê đó là thích rồi đó, bây giờ không thích. Em không thích con trai tóc dài và trẻ hai mái. Này có một mái thôi. Không thích con trai mang vớ đen. Sao vậy? Tại sao không thích mang vớ đen? Mày lạ nha. Em thấy mọi người. À, Linh mang vớ đen hả? Ừ. Để em khai thác. Để em khai thác cái chuyện này coi tại sao vậy, kỳ vậy? Sao vậy em? Khi mà một người mang vớ trắng, người ta phải biết là người ta gìn giữ. Tôi vớ đó khi làm sao mà đi trong một ngày người ta sạch, thì người đó người ta mới gọi là người cẩn thận và tỉ mỉ. Còn đen thôi không ai để ý, mang quà cả tuần lễ luôn đúng không? Đúng rồi, thứ bác không có giặt. Thôi quá anh Linh ơi, thôi quá không có giặt. Hay xin lỗi em à, mang vớ đen mà nó sạch, còn mang vớ trắng mà nó dơ à. Còn mặt lên chút xíu vậy. Chưa thấy ai mà tìm yêu mang vớ trắng hết trơn hả? Không thích mang vớ đen hả? Nói thiệt em, giờ em kiểm tra hết trong phòng nè, từ quay phim, đạo diễn, âm thanh, ánh sáng, ông nào cũng mang vớ đen hết trơn á. Vậy ở dơ hết rồi đó anh. Trời đất ơi, cứ mang vớ đen ở dơ hả? Thì nhiều khi mang vài ba ngày không thèm giặt, thứ hình trong đó ai biết. Cái gì cũng thấy không được hết trơn, chỉ có cái vụ vớ mà nó không biết. À, bây giờ để coi mang vớ gì đây. Vớ đen. Thôi xong luôn rồi. Tôi mới thấy ý à. Em chào chị. Mặt đâu có đen mà đi chọn cái vớ đen làm chi vậy? Đi không coi ngày à? Em có vớ trắng nhưng mà nhiều người ấy thì thấy mình bị giày đen mà đi vớ trắng thì nghĩ rằng có vấn đề. Đó. À không, vâng. Cái này cũng có lý. Dạ. Anh thấy cái vụ mà mang vớ đen là giày giày đen là phải đi vớ đen chị. Bây giờ đen này có thúi không? Không, đảm bảo không bao giờ. Lấy rồi. Lát nữa tặng quà luôn. Nhớ ra đi qua. Rồi bỏ đi chuẩn bị cho gặp luôn. Thôi cho gặp nhau để hửi vớ.